Sáng nay ngày 24 tháng 5, thành phố Sầm Sơn đã tổ chức lễ khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước, giải bơi thanh thiếu nhi lần thứ 3, đường đua xanh năm 2024. Đã có hơn 1.000 người là học sinh các cấp học, đại diện các khối, công chức viên chức người lao động, đoàn viên thanh niên, phụ nữ trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đã tham gia lễ phát động. Đây là hoạt động thường niên của thành phố Sầm Sơn trong việc tăng cường tổ chức dạy bơi, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng bơi căn bản phòng chống tai nạn đối nước nhằm hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu Nhi. Nhân dịp này, thành phố Sầm Sơn, Sơn đã trao tặng 22 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Sau lễ phát động, gần 200 vận động viên đến từ các phường xã, trường học trên địa bàn thành phố bước vào tranh tài tại giải bơi Thanh Thiếu Nhi lần thứ ba đường đua xanh năm 2024 với 16 nội dung thi đấu. Các cuộc tranh tài đã diễn ra hấp dẫn chất lượng, và thành tích thi đấu của các vận động viên tại giải đấu năm nay đều được nâng lên rõ rệt so với các lần trước